Mình mới mở lại shop bác đột kích giá rẻ. Anh em mà có quay trở lại đột kích thì lên ủng hộ mình nhé. Shopvino.vn. À, lâu lắm bắn xét rồi, làm tí xét chứ không nhá. Có ít súng ống, update mới nó toàn súng AI không ạ? AI phải cày. Nhà tôi cày mất tuần rồi được đồng súng đấy. Update vừa rồi toàn AI. Có AI được cả AI rồi. AI mới thì chơi nó cũng hay. Nó bị thiên hướng cày quốc nhiều quá. Đánh cho những ai kiểu bán thời gian thôi. Ui, đống đồ bôn luôn. Một khẩu SMG này, khẩu B4 này, khẩu AK này, một khẩu 3Z và một khẩu lục. Ừ mà một con cận chiến. Đó, hết rồi. Gì này. Kíp này, AK, ôi mẹ, khẩu AK này thì thô. Thế lắm. Hết đồ đi. Thế nào, em cận chiến thì lại đủ hết luôn. Được rồi, bến cảng đi. Mình thích làm bến cảng. Ui, tổ SMC 125 viên luôn ạ. Ác thiệt chứ. Ui, cày được một tuần rồi mà cứ vào xem súng lần nào. Nhìn chung cũng ra cái gì đấy chứ. Phải là xấu. Ui, mẹ nhìn khẩu 3Z này. Đồ hàng mã vậy. Ô AK. Từ nói chung là bộ anh nhìn được đồ AI họ chỉ thế thôi. Khó nè. Cận chiến ạ. À. Lũ đạn nè, né đi. À, cầu à. Chết rồi. Vừa thấy nghe thì nó ở đây mà. Đâu rồi? Ô, thấy đâu rồi? Bên bom rồi ta. Không dạ. Bảy mươi ăn quả bom thì trốn luôn à. Ông ơi ăn quả bom mẹ tôi ném ở cầu vài thứ 70 chạy trốn luôn mà. Áo thật đi. Bắt cái quả cầu phát. Ôi, cảm thấy cái gì đây? Chắc đặc xịt. Có mạng cầu này đã. Em cầu này không khác gì cầu B4 Silent bình thường không ạ? Trên A này. Lũ đạn nè, né đi. Chết hết rồi nhanh vậy. Đạn đâu ra? Ui dồi, sấy cọp là ác thế. Bây giờ chơi. Tôi chơi AI thôi là có báu vật để chơi rồi. Mày đấy, chạy kịp ạ. Em có thấy mình à? Chắc là cái view nãy tôi đứng ở trên kia nó vẫn thật, nó thấy rồi. Cái đồ này bắn gặp cọp với cả gặp vip thì đỡ làm sao được. Đam yếu với cả tốc độ thả đạn nó yếu quá. Cửa B này.
này bắn căn à. Đỡ sao được. Bảy một máu. Đâu? 73. Còn 573. Chưa? Ok. Này. Thằng thần nhiếp nó đứng ở cầu này. Bắt nó mới được. Ôi, sờ đát chậm thế. Khó nhỉ. Lũ đạn nè, né đi. Hết tiền này. Kéo kia móc hết luôn mà. Đáp chậm quá. Mẹ. Nó viết kiểu quen nó bị hỏng tay không ạ. Bắn tờ bắn xăng với cái khẩu báu vật này nó bị chậm quá. Thật sự phan xét tôi phê tí nhá. Bắn tay thôi. Bắn thử khẩu SMG xem mà. Phan xét kìa hơi phê phế một tí rồi này. Mẹ súng, súng hơi yếu không ạ? À? Mẹ bắn gì bắt đầu thế? Mẹ được 92 máu ạ? À? Mẹ! Trời ơi, súng tiếc ạ. Chắc sẽ tin được ạ. À? Không nghĩ là nó yếu thế. Làm dúi như thế rồi. Mẹ ơi, điều đạn đồng nghĩa với cả đam nó rất là thấp không ạ? À? Tam khẩu này chắc phải ngang Uzi quá. Nha. Ôi ôi. Khẩu cuối. Có thấy rồi. Tắt solo luôn. Giờ bắn trượt mấy phát liền ạ. À. Khẩu SMG là cũng bắn C4 là hơi phê phê một tí này. Bắn zombie còn ok. AK xem mà. AK chắc quọt rồi. Thế mà lùi về là sao? Nó đông rồi. Lũ đạn lên,
nhìn nghe với chúng tôi. Lũ đạn nè, né đi. Ê rồi, bê cuối, bê cuối. Mẹ không AK, ok la phết để đùa đâu. Đâu, khẩu AK ok là nhá. Kẻ tưởng xong 4 khẩu, kẻ với AI không được khẩu nào nữa. AK ok là đấy. Khẩu 4 thêm ván, 10 ván nữa thôi mà. Đây này, đây có thằng đang đứng ở dưới này này. Ủa, đứng lên đông thế, thế chỗ này ta phải 3 thằng. Được, ta thằng mày là chết đấy. Mày à, mày chết ngay mà. Ô kìa. Mẹ 50 à. A cuội 50. Bây giờ gặp mấy khẩu VIP từ cũng không ăn được. Khó quá. Tốc độ xả đạn lẫn đàm đéo ăn được ạ. Đây rồi. Đấy ván mới bắt được. À hết rồi. Nó đi qua rồi ạ. Thêm lên đây này. À giảm ra lần nữa không. Ui sợ quá, sợ quá. Phải hài lì, thằng này rất lì nhá. Kéo tí phải bắt tiếp. Bắt nữa rồi mà. Em dám lì không? Đâu rồi? Không hết rồi. 2B rồi. Đã đặt bom ở khu A. Mù nè. Lũ đạn nè nè nè.
cầu thang ạ. À. Mẹ có hai cái cầu thang đấy, biết cầu thang nào ạ? À. Cầu súng rồi đấy. Bắn lại cầu SMG xem bằng. Đồ đạn. Ôi. Thả đạn thì cũng nhanh đấy. Có phải đông vãi đái không ạ? Không ngon đấy, ra gì đấy không ạ? Trông bé bé mà thầm nhanh ác luôn. Mày nam binh bom này cho mày. Cậu ấy bắn xa như tựa vậy, nó bị giật vãi đai luôn. Cậu ấy bắn zombie thì tôi nghĩ là chắc là phải tín gì đấy. Bắn người trông có vẻ là không được ngon cho lắm. Tôi bê nhà mình. Cầu. Ấy, cầu luôn. Cầu này ở gần là hút phết để. Nói để ý cậu ấy bắn như kiểu cậu cứ gì em bom đâu đấy, bom đâu đấy, ném cả luôn. Mày, mẹ, khổ ấy. Chủ đạn phải đái luôn à. Mẹ, 125 viên mà ép thu sừng vào nữa thì phải lên được 106. Mày mù thế. Mù vãi cả mù. Chín mốt 70 ạ. Súng đạn bị yếu phách cái xưởng ạ. Tới đến như thế rồi mẹ. Đã thể tin được súng. Các do đồ AI mình cũng đéo thể làm mà mình đòi hỏi được đâu ạ. Câu ấy. Một lát đồng đội vãi đái luôn mà. Lìa lắm. Bạn đéo còn hỗ trợ rồi đấy. Máu ạ. Cái yêu thì không phải ông kia bắn cả TMP ạ. Khi mà hủy diệt đấy cả. Để bắn đều luôn này. Cuối bảng còn tục đi nữa là. Trắng thế. Con bị dân luôn ạ. Cứu à, ba thằng bắn được hai rồi. Quỳnh bằng khẩu NMC này. Họ chết luôn. Ui, cái mà nó từ 3 vào 1 được ạ.
Bù 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 bù. Bù đặc à. Không biết tem à. Ui mẹ, đồ AI bắn được cái này là cố lắm rồi đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.